Con này mà lên đường khoảng bao nhiêu đấy? Mạnh dạn hỏi cây thôi. Để có đại gia là nghe thấy nó sang. Đây phải có đại gia. Một quả. Xuất xưởng một quả. Đang ở chỗ vườn cây của bác Tám Bánh Mì ở chỗ Văn Quán Hà Đông, đài tưởng niệm liệt sĩ. Xin phép các cụ cho con vào thăm cây của bác Tám với các cụ nha. Con đang cầm máy quay nên con không tiện hành lễ được, thì con cũng xin phép cổng mở con vào vừa các cụ nhé. Này các bác ơi, lâu lắm tôi mới lại quay lại đây, nó sẽ khác hàng ngày đấy các bác. Bắt đầu nhé, bắt đầu rồi. Cốt xanh trực, gần như là bác cả bác chỉ chơi trực, đa số là trực rồi là ngày xưa thì bác chơi nhiều xanh quê, bây giờ thì bác nuôi những cái cốt biển rất là nhiều, gần như là không nhập quê. Thì cũng là một cái tư duy về làm cốt, về thời gian thôi. Đấy, có thể là người ta nghĩ thời gian mình không còn nhiều hay là gì đấy chẳng hạn đấy. Thì người ta chăm vào cái mảng cốt xanh ngâm biển hơn, nó nhanh hơn là xanh quê. Mắt xuống dính vào đây để có thể làm bệ luôn đây. Đa phần là xanh dáng trực các bác. Lấy cái cách mà tôi cũng đang làm là như này các bác ạ. Lấy những cái cành thở ở trên này, bắt xuống làm bệ luôn này các bác này. Và khi mà nó ăn được xuống đất thì dễ nó phi ra, thế là thành bệ luôn thôi. Những cái cách này rất hay để áp dụng cho những cây mà nó thiếu bệ, khuyết bệ. Đấy, thiếu bệ. Và nó lại được cái bộ bệ rất trải, rất là đẹp luôn. Nó như cây của quốc tế các bác. Chứ mà để mong chờ một cái cây mà bệ bãi tự nhiên nó đã đẹp rồi thì khó lắm. Khó lắm. Đấy, đây. Bắt xuống này. Bắt xuống thành bệ luôn này các bác. Cái xanh si nó hay ở cái chỗ đấy các bạn. Và rất dễ sáng tác. Nếu mà mình có ý tưởng là mình sáng tác hết, biến không thành có được đấy các bạn. Bàn tay và cái sự sáng tạo. Đây, bác nhìn cả cái phần này ngày xưa là có vẻ như nó khuyết đi. Đấy, bây giờ là đây. Nó thành bệ. Thì cái phần thân bệ là có thể là làm được. Đấy. Mọi thứ đang vắt xuống dưới. Các bác cứ đi cứ để ý và chịu khó vào nhá. Tất nhiên phải lì, nuôi cái cành nó phải to như này thì nó rồi vắt xuống đây phải chờ, chứ không thể cắt ngay. Là cắt ngay thì nó bé, con ở đây thì sau nó ra mầm, ra rễ nó chậm, nó bé. Đấy. Ôi giời, đẹp chưa? Bác này. Cốt xanh ngâm biển đang trịnh quá đẹp, sạch sẽ. Sạch sẽ. Bệ vãi rất hay. Tuyệt vời. Có thể có người hưởng ứng hoặc không, thậm chí còn kể cả tôi cũng có những cái mâu thuẫn với cách làm của các bác ở đây, nhưng mà phải ghi nhận là những cái kỹ thuật rất hay. Cái trực đẹp. Trời nắng. À cái si hôm qua để góc đây. Hôm nay mới nhìn thấy tận mắt nó các bác. Mỗi khi nó cửa góc xa mình không dám chui vào. À. Chắc là bên đấy là cơm nắng nên bác mang sang đây. Làm theo phong cách rất hiện đại.
kia họ đang mở nhạc, chắc là dính bản quyền thì tôi lại tắt cái phần âm thanh. Nếu mà các bác có không nghe thấy gì thông cảm nhé. Trực tiếp tục là một cái trực. Đây, cái vườn ở trên, vừa nãy tôi đứng ở trên này các bác này. Đấy. Trên kia còn rất nhiều cây nữa các bác. Khá là đa dạng. Đấy, bắc cà này, chủ đây. Trước thấy hai con giống nhau à? Đâu? Hả? Một con nữa đâu rồi? À. Đây, sao đẹp. Mặt này đẹp hơn thật. Cốt này nhìn khiếp nha. Nhìn như là... con đấy là cậu già đấy. Vâng. Con đấy nó thả rông như thế là tao mới sang chậu mới được có 3 tháng thôi. Mà nó đã tanh thiệt. Ngọn lên rất hay. Con này con đấy là... Nhưng mà... Ui giời. Quá thèm rồi. Phôi đã thèm nhỏ dãi rồi. Hả? Và phôi mà đã thèm nhỏ dãi rồi. Quay từng con một phát ạ. Dạ. Cái này là có phải là bộ của nó không đấy? Hả? Cái này có chơi bộ không nó không? Bộ 3 cây đây. Cách làm ngọn này các bạn, cách làm ngọn làm tay này. Ê chưa? Quá kinh. Xem ba cái chữ đằng kia chưa? Không. Con này nhìn yêu thế nhỉ? Con này này. Con nào yêu? Đây. Ba con đằng sau. Có, vừa nhìn rồi nhưng mà con này nhìn lần đầu nhìn thấy sao? Nhìn sạch thế nhỉ? Con này mà lên đường khoảng bao nhiêu đấy? Mạnh dạn hỏi cây thôi. Con đấy lên đường nhiều lắm. Để có đại gia nào nghe thấy là nó sang. Đây phải có đại gia. Con đấy thì chắc là xuất xưởng một quả. Một quả? Xuất xưởng một quả. Xưởng thì cái thần được 3, 4 năm nữa là xuất xưởng một quả. Lúc ấy khi là mình là có tiền rồi đấy. Đấy, xuất xưởng một quả. Đẹp. Đấy. Đấy.
cứ về chuẩn bị tiền đi. Về chuẩn bị tiền đấy. Chuẩn bị ở đâu ra mới là quan trọng. Đấy, cốt đấy. Nhìn được cái lối làm bông làm tay này. Cách làm này các bác này. Các bác nào của mà cảm nhận được thì làm theo. Không có thì cũng là một cái để mình tham khảo cách làm. Hoặc là có thể là lai ghép, có thể kế thừa và thêm những cái nét của mình vào để tạo lên cái phong cách của mình. Đấy, các bác thấy chưa? Ngay cả cái chuyện tưới, chuyện chăm sóc nó là cả một cái học thuật đúng không? Nghĩ thì đơn giản vậy thôi, nhưng mà để được với cây đẹp và lại nhanh ấy, thì cái chuyện tưới, chuyện bón nó là cũng là cả một nghệ thuật các bạn. Vì sao có những người chăm cây có 1-2 năm mà nhìn nó già sáng quắc, người thì chăm mãi nhìn nó vẫn cứ non. Nó vì vậy, chỉ có để ý tí. Làm mãi chả có bệ thì mình phải có cách thôi. Ví dụ như cái này nó úp thì nó có bệ ngay chứ có gì đâu. Không có chịu làm hay không, hoặc nghĩ ra hay không ạ. Đó. Đẹp. Đẹp. Sang uống nước thôi. Sang uống nước chè thôi. Kết thúc hình ở cây này các bác nhé. Chào hẹn gặp lại các bác nhé. Đài tưởng niệm liệt sĩ Văn Quán Hà Đông, Hà Nội các bác nhé. Đến đài tưởng niệm nhìn phát là vào thấy luôn. Đây, cửa vào đài tưởng niệm.